bạn ạ. Hôm nay mình khai trương bán hủ tiếu bạn. Làm cho tốt khó quá. Không ăn nữa bạn ơi. Bây giờ chúng ta bán hủ tiếu mà sẽ đói. Đây mình đang rửa rau nè, chuẩn bị đồ nấu hủ tiếu. Tô chỉ 25 ngàn thôi nha quý vị. Nhiều ngon lắm quý vị ơi. Hai con. Hai con nhiều ghê ủng hộ nha. Cũng sau Việt Nam. Gần cái từ thử sau các bạn. Đặc biệt ở đây là mắm này các bạn. Là mình mắm nấu nha bạn. Chứ không như người mấy chuyện khác là người ta mua đem về ra để nguyên nha. Đây mình nấu lên nha, chín. Đậu hũ thì mình mua về mình chiên nha bạn. Bếp cái tàu.